Xin chào các bác. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bác cái video giới thiệu về mặt bản mệnh cho 12 con giáp 12 tuổi. Thì cái mặt bản mệnh này là tôi làm bằng gỗ lu huyết long. Tôi sẽ cho các bác xem qua nhé. Đó. Lu huyết long. Cực kỳ đẹp. Tám vị, tất cả là có tám vị. Tám vị Phật đại diện cho hộ trì cho 12 tuổi. Thì có một vị, có những vị mà phù hộ được độ trì cho cả 2 tuổi được. Có những vị chỉ phù hộ được 1 tuổi thôi. Rất là đẹp. Chi tiết gỗ lu huyết long các bác nha. Tí tôi sẽ test thấu quang nha. Bây giờ tôi đang quay và tôi đang nói nó khái quát một chút, tí mình sẽ đi vào chi tiết sau. Thì đây là 8 vị Phật bản mệnh, thì các bác có thể search trên mạng ra khá là nhiều thông tin. Thì về Phật bản mệnh cho 12 con giáp là theo, đầu tiên là Phật bản mệnh là gì? Thì trên mạng các bác có thể search, đọc cũng khá là có thông tin ở trên mạng rất là nhiều rồi, nhiều người. Tất cả là có 8 vị này. Đầu tiên là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát thì đây, tay cầm hoa. Cầm hoa bên tay trái. Đó. Và ngồi đài sen. Đại Thế Chí Bồ Tát thì phù hộ vị Phật bản mệnh này cho người tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ 1 tuổi thôi. 1 tuổi duy nhất là tuổi Ngọ. Đó. Đại Thế Chí tuổi Ngọ này. Thứ hai đó là Phật Hư Không Bồ Tát. Hư Không Bồ Tát thì tay cầm hai cái này, hai tay đều có cầm vật vật bảo, nhìn phân biệt rất là dễ đúng không? Hai tay đều cầm hai vật vật bảo. Đại Thế Chí Bồ Tát thì phù hộ cho người mệnh gì ta? Tuổi Sửu và tuổi Dần. Hư Không à, Hư Không Tạng Bồ Tát. Hư Không Tạng Bồ Tát các bác nha. À, Hư Không Tạng Bồ Tát tuổi Sửu và tuổi Dần là hai người hợp cái Phật bản mệnh này. Đó, hai vị để riêng ở đây. Thứ ba là Như Lai Đại Nhật. Đây là Như Lai Đại Nhật. Như Lai Đại Nhật là phù hộ cho vị tuổi Thân và tuổi Mùi. Hai vị tuổi Thân và tuổi Mùi đấy, là hai vị đấy là thỉnh Như Lai Đại Nhật. Đó. Và Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thì tuổi Tuất và tuổi Hợi. Đó. Tôi giới thiệu từng Phật một nhé. Thực ra cái này, thông tin này nó cũng có trên mạng hết mà. Tôi chỉ tham khảo rồi tôi nói cho các bác biết thôi. Đó. Thứ tư là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đấy, Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng rất là dễ nhận biết này. Thì Phật có nhiều tay, nhiều mắt, nhiều tay. Đây. Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn thì cho người tuổi Tý, 1 tuổi thôi, người tuổi Tý. Đó. Phật Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát đó là Phật đây, cưỡi voi và tay phải nắm hoa. Cưỡi voi Phổ Hiền Bồ Tát thì cho người tuổi Thìn và tuổi Tỵ nhé các bác nha. Đó, còn vị Văn Thù Bồ Tát là cưỡi cái con này, con
sư tử, và cầm tay trái là cầm thanh kiếm bảo vật phổ hiển. À đâu, không phải, đây là văn thù Bồ Tát. Và thứ cuối cùng đó là Phật Bất Động Minh Vương, là người tuổi Dậu. Bất Động Minh Vương ấy. Đấy, cho người tuổi Dậu. Bất Động Minh Vương này mặt rất là dữ. Đây cũng là một vị Phật đó. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết, tôi sẽ test thấu quang cho bác xem nhé. Tắt cái đèn lên tối này đó, hàng lưu thấu quang rất là khá là ổn. Đây các bạn nhìn này, hàng lưu tôi làm rất là dày, dày một phân đấy. Đây lưu rất là nhiều, các bạn nhìn này đó. Nha. Thế đợt này tôi làm dày dặn, không làm mỏng nữa. Làm mỏng thì nó thấu nhiều hơn nhưng mà nó không được chất lượng cho lắm. Làm dày nhìn nó đẹp, nó ra một cái mặt đẹp. Nụ hoa mà nó kín nu luôn, nhiều nu lắm. Ừ, các bạn test thấu quang là để mình, quan trọng là mình phân biệt được cái hàng thấu của hàng huyết long thôi đó, chứ còn hàng lưu hoa này thì nó giá trị cao, nó ít đó, ít được thấu quang nhiều như hàng VIP đó. Nên là các bác mua các bác phải để ý, hàng lưu này gỗ cực kỳ già đấy, gỗ cực kỳ già luôn đấy. Gỗ già làm ra nó mới đẹp, nó mới được bền, đeo xuống màu nó mới đẹp. Chứ còn mà hàng gỗ thân, gỗ lon thì nó không ăn thua đâu, nó không đẹp đâu. Đây này, phổ hiền này, phổ hiền đó. Đó các bác nha. Thì clip này tôi đã giới thiệu qua cho các bác biết về 8 vị Phật bản mệnh mà bên tôi làm bằng gỗ lu huyết long. Thì các bác nào có nhu cầu sử dụng hoặc là thỉnh tặng hoặc là sử dụng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại tôi có thể báo giá cũng như là tư vấn cho các bác. Kích thước thì chỉ có một kích thước này thôi. Để tôi lấy cái thước tôi đo nha. Kích thước thì chắc là cao tầm 5 phân rồi. Cao này. À các bác ạ, 4 phân, nói chung là tầm 4 phân rưỡi trở lên. Đó, gần 5 phân, ngang tầm 3 phân chả. Chỗ to nhất là 3 phần ở 29. 3 phần. Đó. Thì dày 1 phân các bác nha. Kẹp độ dày cho. Này, dày 10 mm này. Đó. Rồi. Các bác có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại hiển thị trên màn hình để tôi tư vấn báo giá cho. Thì kích thước này phù hợp với tất cả nam và nữ đeo được hết. Và có, nếu các bác muốn không muốn về gắn vàng thì tôi sẽ cho thêm dây để đeo luôn. Còn các bác nào mà mua về mà gắn vàng vào hoặc là cho cái vàng nó lên trên này để móc vào cái dây chuyền mình đang đeo thì có thể là không cần dây. Còn bác nào mà chưa có dây chuyền thì tôi sẽ cho dây về đeo luôn. Cái dây đấy là dây dù đấy.
dây dù đeo cổ. Rồi, xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã xem video giới thiệu cả màu khứ xốp. Chào các bác.